Vâng vâng. Hôm trước em vào lũng màng rồi. Vâng. Nhà sàn này là của ai đây? Của anh luôn à? Nhà của anh à? Vô gì đây? Nín. Nín cũng hết được. 70% nín mà. Nghiến này là nghiến mới chứ. Mới à? Đúng mà vào lại. Vào ra cái tí. Nếu cũng vào ra. Đẹp thật. Cột vuông cột này là đều đấy. Đợi một chút xong này. Bà con đến đủ là phát ra rồi. Phát thôi, nếu mà thiếu thì tiếp là phát tiếp. Xin kính chào quý vị khán giả, tiếp tục quay trở lại với hành trình tiếp theo của Hà Đá Cao Nguyên. Hôm nay lại tiếp tục là một hành trình đi mang những chiếc áo ấm đến bà con vùng cao. Hôm trước thì đã nhận được những cái số quần áo của bà Mùi ở Hà Nam và bà Dần ở dưới Hà Nội, và một cô nữa ở đâu nhỉ Đức nhỉ? Một anh nữa ở Dấu Tên ở dưới Hà Nội. À, và một anh Dấu Tên ở dưới Hà Nội có gửi cho Hà Đá Cao Nguyên mấy tải quần áo. Thì hôm nay thì liên hệ với lại anh trưởng thôn ở trong thôn Lầu Khắm thuộc xã Mậu Nông, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Thì hôm nay anh em Hoa Đá Cao Nguyên đang có mặt tại đây và bà con đã tập trung khá là đông rồi. Đấy, một chút nữa là đợi bà con đến đông đủ, các cháu đến đông đủ là sẽ phân phát những cái bộ quần áo ấm. Đấy, những cái quần áo ấm mà được các cô, các bác, các bà gửi cho Hoa Đá Cao Nguyên. Đấy. Thứ nhất là rất cảm ơn quý vị khán giả, các bà đã rất là tuyệt vời khi đã gửi những bộ quần áo ấm kịp thời đến cho các cháu vùng cao. Đấy. Mấy hôm nay thì rất là rét, hôm nay thì nhiệt độ chỉ khoảng tầm 8 đến 10 độ thôi. Đấy. Nên là khi mà nhận được những món quà này thì anh em công đức thì cũng tổ chức là đi luôn. Hôm nay công không phải đi xe tải nữa, hôm nay là được anh Huy, một người anh cũng là trước đây cũng làm nghề cơ khí, nên là anh cũng hôm nay anh hỗ trợ một chuyến xe chở những món đồ này đi cho bà con. Thì thấy là rất đông, khá là đông, mọi người đến trước rồi. Em công thì chỉ mới báo lúc sáng thôi, thì được anh phó chủ tịch xã cũng điện liên hệ với lại anh trưởng thôn. Ở đây thì ở thôn này thì cô bác anh chị cũng có thể thấy đây là đồng bào người dân tộc Dao và cũng có cả người Mông nữa, nhưng mà người Dao ở đây đông hơn. Đây, hiện tại là đang ở khu nhà của anh trưởng thôn luôn. Anh trưởng thôn thì đang thi công làm cái nhà sàn, cái nhà sàn truyền thống của người đồng bào vùng cao. Em ơi, cho anh mượn cái bản này giúp cho. Được rồi. Bây giờ lật ngược nó lại để mà cho nước này nó chảy đi, xong rồi lấy dưới cái mặt khô này thôi. Em cầm tầm cái ba này đúng không ạ? Lấy mặt khô này này. Được rồi. Con xuân thế nào thì kia đi kia thế. Đi luôn này thanh niên này, bạn này không lấy lại quán này.
làng em gần cả rồi. Cái gì lòng tay đúng rồi. Ê, đang lòng anh chút mà. Không, 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 không kịp phá rồi. Giờ là bà con cứ phi vào rồi. Trời ơi. Các cái gì tao cứ nên mình mình đi gang tao bên theo thì nên hun bạt nha. Cô giáo nè nên trong. Sự là rất là đông các bác ạ, để mà kiểm soát được cũng rất là khó. Tôi bây giờ đấy, em Công thì vừa đi mua cho các cháu một chút kẹo. Các cháu rất là vui, các cháu rất là háo hức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em ơi, phát cứ mỗi cháu một gói đó em ơi. Phải sẵn. Không như lúc nãy là kẹo mút là Để các bác ạ, rồi bà con này, rồi để cho bà con tự lựa thôi. Thật sự là muốn chia cũng rất là khó các bạn. Mỗi nơi một khác. Có thể là có nơi là tổ chức gọi là trưởng thôn có thể để quán xuyến được, nhưng hôm nay là khá là đông. Hai nữa đây cũng là một địa bàn cũng là lần đầu tiên hai anh em đến, cũng chưa quen. Kệ mọi người tự lựa thôi. Lần trước cũng có cô bác anh chị bảo là phải chọn ra cho trẻ con. Hôm nay thì em công thì cũng ở nhà cũng đã lựa cái bộ quần áo nào, chỉ quần áo mùa đông thôi mang đi. Hôm nay động cũng đã gom hết tất cả quần áo khoác rồi ra một túi, rồi quần ra một túi. Nhưng mà đến thì đúng là không kịp kiểm soát được. Thôi đành vậy, thì mỗi người nào chọn được cái nào thì lấy cái đấy thôi. Vẫn đủ, chắc là vẫn đủ thôi. Mẹ đâu? Mẹ tìm áo cho bạn này đi. Có nhiều áo mà. Ôi sao cầm con gì kia? Cánh nhông ở dưới. Đấy thôi. Có thằng nhà riêng rồi để vào kia cho dễ rồi nhưng mà không được. Đấy, đông người quá không nghe. Buổi trưa mình xếp riêng đồ. Ôi cái công việc này đôi khi là cô bác anh chị cũng hết sức thông cảm cho anh em đi làm. Có những nơi có những chỗ thì có thể là anh trưởng thôn thì có thể là bảo được bà con, có những nơi thì nó thật sự là rất là khó. Thì bà con cũng ở thôn này là thôn gọi là nghèo nhất của huyện rồi, nghèo nhất của xã Mậu Long rồi, nên là bà con thấy những món đồ này là cũng rất là quý rồi. Người ta thì cũng ai cũng muốn là lấy về cho con cái nhà mình thôi. Thôi thì có thể nói là thương nhiều hơn trách các bạn. Thương là vì là nếu mà em công em Đức có thể có được nhiều hơn, hôm nay có thể có được thêm nhiều hơn nữa thì là cái gọi là vui hơn. Thế nhưng mà vì là cái số lượng hôm nay là cũng không được nhiều lắm. Đấy, các bác các cô gửi lên cái thì hai anh em này cũng lựa ra xong là mang đi luôn, chứ cũng không để gom. Đấy, vì hôm nay là chỉ cho một thôn thôi. Đấy, nếu mà để đợt sau có dịp nữa các bác có thể gửi thêm được cho Hoa Đá Cao Nguyên thì Hoa Đá Cao Nguyên sẽ tiếp tục đến thêm được những cái thôn bản khó khăn nữa. Bà con thì cứ lựa thôi. Cô bác nhá, không ai chê những cái món đồ này. Chỉ có là những cái món đồ có thể là mọi người không hợp. Ví dụ như những cái bộ váy của các cô, các chị ở dưới xuôi thì ở đây là những cái bà con ở trong bản thì họ sẽ không mặc được. Như các cô kia là chủ yếu là mặc những cái bộ váy, bộ áo truyền thống thôi. Người lớn thì mặc những bộ truyền thống thôi. Còn kể cả thanh niên, chỉ có thanh niên ở phố thì mới mặc được những cái bộ váy gọi là nó mốt của bây giờ. Đây thì ở xóm này thì có cả người Mông và người Dao các bạn. Còn như hôm trước thì mấy anh em vào đều khóa hoặc là vào trong lùng củng thì chủ yếu là người Mông thôi. Thấy mọi người cũng rất là thương. Đợt này thì rét đậm rét hại, gọi là rét thấu xương đấy. Những cái món quà này của cô bác đã thật sự là cực kỳ trân quý. Em công và em Đức cũng thay mặt cho bà con nghèo ở trên vùng cao, những nơi mà gọi là cực nghèo. Đấy, nhận được những món quà này của các cô các bác thì xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của cô bác anh chị đã luôn luôn hướng tới đồng bào nghèo vùng cao.
đấy, mọi người ai cũng có. Tất nhiên là sẽ có người được nhiều, có người được ít, cũng tùy vào cái số lượng người ở trong gia đình. Dần dần cũng hết rồi các bạn, không thừa tí nào, gần như là không thừa được. Đây, các bác thấy này, quần này, đây mặt có một, bố mẹ đâu, mẹ có ra đây không? Hát bao mà. À đây mẹ đây à? Hát bao cầm tá tổ mà hát bao cái chiếc mùa hát bao. Đấy. Chọn có sẵn nào đây, chọn có sẵn nào, chọn sẵn nào. Có lấy được cái áo vest nào cho nó? Hát bao này, nhiều sải cho nó. Nhưng mà có cái áo khoác nào không? Được cái áo nào cho nó không? Lấy trong này rồi gì? À. Lấy ra thì mặc luôn cho nó đi. Đây các bác này. Đây cháu này đây, trời thì rét căm căm này, nó đây có mũ một manh áo này. Đây. Bảo mẹ. Mẹ lấy áo ra mặc cho con đi. Các bác cũng thấy là cũng rất là nhiều trẻ con. Trẻ con thì không ấy đâu, nhưng mà người lớn là đã lấy đủ cho các cháu rồi nhá. Không phải là bảo là trẻ con đến đây mà không có đâu. Trẻ con hôm nay là đến đây là cũng theo người lớn. Mặc vào, khoác vào. Đây chú xem nào. Cháu mặc vừa cái này không? Bé à? Bé mang lấy đi cho ai? Cho em à? Em trai. À lấy cho em trai à? Bé này cũng không mặc vào, thanh niên này. Cái này áo con gái à? Không phải áo đâu, không phải áo á. Lấy được cho nó chưa chị? Được mặc vào cho nó xem nào, xem vừa không? Rét thế này lấy được quần áo thì mặc luôn vào cho các con. Làm sao? Mất giày á? Thôn này rất là nghèo các bác ạ, cực kỳ nghèo luôn. Theo như lời anh Ly làm cán bộ văn hóa của xã Ngọc, xã Mậu Long thì xã Mậu Long có tới 18 thôn bản, thì trong đó là hơn một nửa là xóm nghèo và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số các bạn. Đấy, ở đây thì ở cái thôn này thì chủ yếu là đồng bào dân tộc Tao, các bác cũng có thể thấy là những cái trang phục của người Dao thì khác với người Mông nha các bác nhé. Hôm nay thì đến mọi người thì cũng đã lấy cho mình được những cái bộ đồ rồi. Đấy, bà con lấy được những cái bộ quần áo ấm là bà con cũng về vãn dần rồi các bạn. Cũng chỉ còn lại những cái mà nó cũng không được phù hợp với lại cái trang phục, những cái cách ăn mặc của đấy, vẫn còn có một số người đang lán lại cố mót lốt. Đấy, anh em đi làm thế này thì thấy bà con đến gọi là nhận được những món đồ mà bà con gọi là vui vẻ hạnh phúc thì anh em cũng rất là mừng, cũng thấy ấm lòng các bạn. Nhưng mà nói thật sự là vùng cao còn quá nghèo, còn quá thiếu thốn, nên là mong sao mọi người có thể xem được video của Hoa Đá Cao Nguyên thì có thể là ủng hộ cho Hoa Đá Cao Nguyên. Đấy, và để lan tỏa những video này đến nhiều người hơn nữa, nhiều các nhà hảo tâm mạnh thường quân hơn nữa. Đấy, để mà vùng cao và miền xuôi kéo gần lại cái khoảng cách giữa giàu và nghèo các bạn. Đấy, bà con thì còn quá nghèo, quá khó khăn. Trên vùng cao này không phải là bà con cũng không hẳn là không biết cách làm ăn, cũng không phải bà con không chịu khó. Nhưng vì là do địa hình, đồi núi, đường xá đi lại cực kỳ khó khăn, rồi thì có thể một phần là bà con những cái hiểu biết về cách chăn nuôi sản xuất thì cũng chưa thể bằng ở dưới xuôi được. Mong là trước mắt thì về những cái đời sống hàng ngày, cái quần, cái áo, cái ăn, cái mặc cho bà con có thể được đầy đủ.
Ôi, ơi chị kia lại còn có cả răng vàng nữa à? Em xem nào. Quay lại cười tí à. Mặc dù đây thì là những cái bộ đồ cũng đã qua sử dụng rồi, nhưng các bà, các bác gửi cho Hoa Đá Cao Nguyên cũng rất là cẩn thận. Bà Mùi ở dưới, một vị khán giả là bà Mùi ở dưới Hà Nam đã gửi cho Hoa Đá Cao Nguyên, thì bà cũng nói là những cái bộ quần áo nào về hỏng khóa, mất cúc đấy, hoặc là bị tuột chỉ thì bà cũng đã sửa chữa lại hết cẩn thận, bà mới gửi. Thông qua video thì con cũng xin chân thành cảm ơn bà Mùi ở Hà Nam, bà Dần ở Hà Nội và một anh giấu tên dưới Hà Nội đã gửi những bộ đồ này kịp thời đến trên cho bà con, cũng là để cho Hoa Đá Cao Nguyên kịp thời mang đi đưa cho bà con. Này Đức ơi. Kéo dạ này ấm đấy. Ấm mà. Ấm lắm. Ấm áo này áo dạ ấm. Tên là trắng là Núc ạ. À. Núc à? Vâng. Rồi rồi, ok. À, mình là dân tộc gì anh? Mình là tộc Dao ạ. À Dao à. Thầy đi tập tôi chứ làm gì chúng ta kiện nhà. Đấy, như vậy là cái nhiệm vụ hôm nay của em Công và em Đức thì cũng đã hoàn thành những cái bộ đồ, những cái quần áo mà các bà đã gửi gắm cho, thì em Công và em Đức cũng mang đi phát hết cho bà con rồi ạ. Đấy, thế là coi như là nhiệm vụ ngày hôm nay cũng đã hoàn thành. Trước tiên là xin thay mặt bà con ở xóm Lầu Khắm xin chân thành cảm ơn bà Mùi ở Hà Nam, bà Dần ở Hà Nội và một anh nữa dưới Hà Nội có tên đã gửi những cái quần áo ấm lên cho bà con vùng cao. Rất là cảm ơn những cái tấm lòng của mọi người. Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ Hoa Đá Cao Nguyên sẽ còn nhận thêm được những cái phần quà của các bà, của các cô bác anh chị, của các nhà hảo tâm, để Hoa Đá Cao Nguyên làm cầu nối để mang đi đến đưa cho gọi là hỗ trợ bà con nghèo vùng cao. Đấy, hôm nay thì có anh Núc là trưởng thôn của thôn Lầu Khắm đây. Đấy, cũng rất là cảm ơn anh đã hỗ trợ bọn em là đã gọi bà con đến để mà đâu ra muộn hay anh em về rồi mất giày nữa khổ thân. Đưa đây. Sao cháu này đến sau à? Đến sau không có người lớn đi à? Không phải con đến từ đầu nhưng mà cũng không lấy được, không kịp. Tranh được với mọi người lớn. Thường phải, đấy, có một chiếc dép cháu biết là kia ai cầm đi đâu. Em này là em của em kia. Ừ. Cháu này là đúng em rồi, của cháu rồi. Kia. Anh kia thì mắt, đấy anh kia thì bị mắt tay à, để cô tìm giày cho, chắc nó lẫn trong bạt thôi. Nhá, con không khóc được nhá. Chắc tí là ở đây thôi. Cô xin quà con gửi về sau cho con nhá. Ngoan không khóc. Anh Lầu ơi. Cái trường hợp cháu bé này ở đâu? Ở đây nào, trong một chỗ kia. Cái trắng là tôi bị trên này mình tè vừa qua bị mất giày, lúc nãy mọi người nhặt giày có một cái túi. Ừ, đúng rồi đấy. Túi giày kia có cái nào lại mất giày. Con tên là gì? Cháu tên là gì? Hai cháu này tên là gì? Đây khóc. Em nhìn xem chân con đi giày bao nhiêu nào. Cô nhìn sang chân con đi giày size này, size bao nhiêu nhá. Cô tặng cho con một đôi giày mới nhá. Chả nhìn thấy số cơ. Ở đâu con nhìn thử cô. Bên trong à. 36 nhá. 36 nhưng mà 36 nhưng mà giày này nó cỡ. Giày này đúng không chuẩn con. Không chuẩn cỡ. Nhà hai cháu ở đâu? Nhà hai cháu gần đây không? Gần đây á. Đấy đang lúc em đến là đã thấy lúc mà chú phát đồ đã thấy
hai em này đây rồi. Đông quá các bạn không, anh em cũng không thể kiểm soát được mà cũng rất là khó bảo bà con là lần lượt được. Đấy, hôm nay thì cũng thiếu người hỗ trợ nữa. Đây, hai cháu này đến sau này các bác này. Đây, đến sau là không nhận được đồ là tử thân là khóc đây. Cháu tên là gì? Thông á. Thế bây giờ Thông như này nhá. Để chú về chú sẽ tìm đồ chú gửi cho cháu sau nhá. Đấy. Trẻ con các bạn thấy mọi người có mà mình không có là tử thân đây, hai anh em gọi là anh tên là gì? Phong. Anh đây là anh à? Cháu là anh của em này à? Thôi trường hợp của hai cháu này thì anh em cũng phát hiện là sau cùng đấy, đến là không nhận được quần áo đây, giày cũng bị mất một chân. Em biết nhà hai cháu này không? À. Em cho anh số điện thoại, em ở gần nhà nó không? Nhà hai đứa nó. Em cho anh số điện thoại nhá. Không. Không phải mẹ đâu phải không? Mẹ đang ở nhà uống rượu xe rồi. Mẹ đang ở nhà uống rượu xe à? Đây nhá, xong là cô. Cô gửi giày vào con này nhá. Con này đang cấp sắt hôm qua. Đang làm gì? Để cấp sắt đấy. Cấp sắt à? À. Thế em cho anh số điện thoại đi, xong là anh về anh tìm đồ, em anh gửi riêng cho hai thằng bé này nhá. Khoa xem. Khoa thôi. Anh điện thoại anh đi, điện thoại em. Không, ý anh nói là em xem cỡ người nó về để. À. Để kể cả cỡ giày nhá. Tầm tuổi này em biết rồi. Giày này chắc là đi tầm 34. Anh đấy tầm 34, em chắc đi tầm 50, 32. Để mình sẽ số thì mình sẽ số và lái nè. Cần đi cái gọi cái này nè. Anh một là anh sẽ gửi vào, có ai quen thì anh gửi vào trong này nhá, hai là anh sẽ gửi vào Hương Duệ nhá. Hương Duệ lúc nào anh qua em đấy, anh sẽ gửi ở nhà một người quen đấy cho địa chỉ em nhá. Đây các bạn, đây hai cháu bé này là đến sau là không lấy được đồ, không có đồ, tủi thân khóc này. Đây anh này thì mất một chiếc giày, em này thì đến sau là không có áo lên là tủi thân khóc thôi. Em công em Đức sẽ về tìm những cái bộ đồ sẽ gửi cho các em sau. Ông lấy số điện thoại của em này gần nhà rồi thì hôm nay sẽ lấy gửi sau. Đấy, cái công việc đi thì đôi khi là không tránh được những cái sai sót, không tránh được những thiếu sót các bạn. Mong rất là mong quý khán giả mọi người thông cảm cho anh em đi làm. Trường hợp này thì sẽ về lấy xin lấy vài bộ ta viên hết tè không được quà đúng là các cháu ấy. Anh em này đâu được có pin nào không? Tụi viên khác như là giờ viên khác à? Rồi về cô ấy nha. Cô sẽ cái gì đấy? Mọi người là cũng nhận được đồ, mọi người là cũng về hết rồi các bạn. Nên là thôi anh em bây giờ cũng phải về thôi. Giờ thì cũng đã là khoảng tầm 4 giờ chiều rồi. À, thời tiết thì tối rất là nhanh. Hôm nay trên này thì sương mù và thời tiết gọi là đang rét đậm rét hại. Món quà của các bác đến rất là kịp thời với bà con vùng cao. Hy vọng trong thời gian tiếp theo quý khán giả, các bác, các cô, các anh, các chị lại tiếp tục đồng hành với Hoa Đá Cao Nguyên, có những cái phần quà ý nghĩa đến cho bà con vùng cao, cũng
là cận cái Tết âm lịch của 2023 rồi. Rất mong Hoa Đá Cao Nguyên rất mong nhận thêm được những món quà của các bác. Hoa Đá Cao Nguyên sẽ làm cầu nối để đưa những món quà trực tiếp đến với bà con vùng cao. Video của Hoa Đá Cao Nguyên thì cũng xin kết thúc tại đây. Xin rất cảm ơn quý vị khán giả và các bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Hoa Đá Cao Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tiểu chỉ tiểu phá tủ. À, thì cái muốn cái gì ạ?